được ra mắt toàn cầu với tên gọi Land Cruiser 250 thế hệ 2024. Đây chính là chiếc Land Cruiser Prado tại Việt Nam và một số thị trường khác. Ở thế hệ hoàn toàn mới, Prado được làm mới toàn diện từ cái nhìn bên ngoài cho đến nội thất ở bên trong. Đáng chú ý hơn là việc sử dụng cấu hình động cơ hoàn toàn mới, phiên bản mạnh mẽ nhất đạt 326 mã lực và 630 Nm mô men xoắn. Tại Japan Mobility Show 2023, Toyota đã trưng bày mẫu xe Land Cruiser Prado 250 Series 2024 với thiết kế vô cùng ấn tượng. Xe được trang bị buồng lái neo steer, tích hợp bộ điều khiển chân ga và phanh vào vô lăng hình chữ nhật vô cùng độc đáo. Điều đó có nghĩa, SUV địa hình này không có bàn đạp truyền thống giúp chỗ để chân rộng rãi hơn. Việc điều khiển Land Cruiser Prado 250 Series 2024 có nhiều nét tương đồng với việc lái các mẫu xe máy tay ga, ngoại trừ việc vặn ga để tăng tốc. Theo lý giải của Toyota, cách vận hành như vậy sẽ giúp ích cho những người bị suy yếu chi dưới vẫn có điều khiển vẫn có thể được, một cách dễ dàng. Land Cruiser Prado mới nhất ở Japan Mobility Show 2023 được xây dựng trên phiên bản ga F của kiến trúc toàn cầu mới TNGA và kích thước gần bằng Land Cruiser 300 Series. Con số cụ thể không được hé lộ. Thiết kế tổng thể của Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 vẫn là dạng hình hộp và rất hầm hố. Phần đầu xe được lấy cảm hứng từ Land Cruiser 70 Series với đèn pha hình tròn. Diện mạo còn lại hiện đại hơn với đèn pha thanh mảnh, góc cạnh, lưới tản nhiệt và hốc hút gió phía dưới đều có họa tiết hình vuông. Bên hông xe, tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu, viền gốc bánh xe và viền cửa sổ đều sơn màu đen. Đồng thời, thanh giá nóc cũng có màu đen. Ở đuôi xe, cụm đèn hậu góc cạnh kết hợp với cản sau hầm hố. Chủ đề lấy cảm hứng từ địa hình vẫn tiếp tục ở bên trong cabin. Điều hòa tự động 3 vùng, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí là màn hình cảm ứng, nhưng kích thước không được hé lộ. SUV địa hình này cũng có 3 hàng ghế. Land Cruiser Prado 250 Series 2024 có sẵn 4 hệ chuyển động bao gồm xăng, xăng hybrid, diesel hybrid và diesel thông thường. Gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense cũng là trang bị tiêu chuẩn.